chào các bạn. Hôm nay khi Su Su sẽ về một mẫu áo ra rất tết, brand bướm sau lưng cực kỳ hot luôn nha mấy bạn. Dòng sản phẩm này chỉ có hai màu, màu đen và màu trắng. Mình sẽ zoom cận cảnh cho mấy bạn xem. Ở phía dưới của nó là có nguyên một viền bo như thế này, nó sẽ ôm hết cái vòng dưới chân ngực cho mình. Ở trong cái áo nó sẽ có cái mút đệm giúp nâng ngực mà bạn không cần mở ngực thêm. Trên đây nè, nó sẽ có hai dây. Phía sau có nguyên cái ren bướm như thế này nha. Chất ren siêu đẹp, cao cấp. Chất vải thun siêu giãn luôn. Thích hợp cho mấy bạn dưới 55kg và vòng ngực dưới 36, 32, 34 là vừa ha. Còn đây là mẫu màu đen. Mấy bạn có thể đăng ký kênh YouTube của mình là Hi Su Shop nha mấy bạn. Mình sẽ về rất là nhiều mẫu và quay clip ở trên đó, mấy bạn có thể xem hình thực và những cái cận cảnh sản phẩm luôn. Zalo của mình là 0932003914. Facebook Lý Thanh Thảo nha. Giá bán chỉ có 70 ngàn một cái thôi. Mấy bạn mặc có thể phối đồ đi biển nè, mặc với quần lưng cao, mặc không, áo khoác ngoài, những cái áo len mỏng, nhìn xuyên thấu vào bên trong, thấy cái áo da này cực kỳ là quyến rũ luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.